Để chỉnh hiệu ứng màu cho ảnh cho đám cưới, chúng ta làm các bước như sau. Màu ảnh cho đám cưới thường sử dụng tông màu trắng. Vì thế nên trong một bối cảnh màu xanh hiện nay, chúng ta phải tăng độ sáng bằng cách tạo một lớp layer mới. Ở trong bảng layer, chúng ta ấn vào nút New Layer. Sử dụng màu gradient, phím tắt là G, chuyển màu sang chế độ đảo màu từ một màu sang trong. Mẹ ơi, con tắt đứng thứ hai. Sau khi chúng ta chuyển màu từ màu trắng, chúng ta sẽ thấy rằng là tông màu chủ đạo ở đây là màu vàng và màu xanh. Vì thế nên chúng ta phải đảo màu thêm một lớp màu vàng bằng cách lựa chọn nhóm màu vàng trắng. Để ảnh đạt được hiệu quả tốt nhất thì ánh sáng thể hiện ở đây phải to, và thông thường ánh sáng được xác định từ phía bên trái và góc trên cùng. Tuy nhiên với màu vàng như hiện tại thì chúng ta sẽ thấy rằng là màu rất là bệt. Vì thế chúng ta sẽ thêm một lớp màu trắng ở viền bên trong bằng cách tạo gradient nhỏ. Sau khi thực hiện xong, chúng ta sẽ thấy rằng là cái lớp màu hiện tại trở thành một cái khoảng màu rất lớn ở phía bên tay trái. Đảo opacity về 90% để bảo đảm là ánh sáng có thể đi xuyên qua lớp màu và nhìn thấy được ở bên phần bên kia của hình nền. Sau khi thực hiện xong, chúng ta sẽ thấy hiện tại lớp nền chưa ăn tông được với lớp ánh sáng chúng ta vừa tạo ra. Vì thế chúng ta sẽ làm bằng cách tạo ra một lớp nền mới, phím tắt là Ctrl Z, hoặc chúng ta có thể vào Layer, Duplicate Layer. Tại đây chúng ta sử dụng lệnh Hue bằng cách vào Image Adjustment Hue and Saturation để tạo hiệu ứng màu cho đám cưới. Chúng ta tăng độ sáng của cái vùng lighten lên để tạo ra một lớp sương mờ ở phía trên của toàn bộ bức ảnh. Tiếp đến thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ thấy bức ảnh rất sáng, tuy nhiên rằng là nó vẫn không ăn tông với cái ánh sáng chúng ta tạo ra. Vì thế chúng ta sẽ tạo ra một lớp duplicate của cái lớp ánh sáng vừa tạo bằng cách vào Layer, Duplicate Layer. Tại đây chúng ta vẫn dùng lệnh Hue and Saturation. Tuy nhiên tại bảng Hue chúng ta sẽ có nút Colorize và chỉnh tông màu về đồng với tông màu của ánh sáng mà chúng ta vừa tạo ra. Bằng cách đẩy Saturation lên, chúng ta sẽ thấy là vùng ánh sáng chúng ta đang điều khiển nó nằm ở khoảng nào. Thay đổi Hue để điều khiển về màu mà chúng ta muốn. Hiện tại bây giờ chúng ta đang muốn màu hơi vàng đồng, vì thế nên màu này hiện tại là màu hợp lý cho quá trình sử dụng. Tăng độ lighten để ánh sáng trắng tăng lên và giảm saturation xuống. Sau khi thực hiện xong, ta ấn OK. Tuy nhiên với lớp màu sáng này thì chúng ta chỉ tạo ra một cái màn sương mờ ảo, vì thế nên ở phần opacity chúng ta để 10%. Như các bạn đã thấy thì ánh sáng hiện tại đã có một lớp sương màu vàng hợp với ánh sáng ở phía trên cùng của vùng mà chúng ta vừa tạo. Để có độ đảo màu tốt hơn thì tại lớp trên cùng chúng ta chuyển về Screen. Như thế tại cái độ đảo màu Screen sẽ giúp cho cái vùng ánh sáng được hòa vào màu nền một cách nhẹ nhàng và mượt mà hơn. Sau khi thực hiện xong,
ở bảng History chúng ta sẽ tạo ra một snapshot. Giữa bảng snapshot này thì chúng ta sẽ nhìn được ở ảnh đầu và ảnh cuối. Tuy nhiên vì chúng ta sử dụng quá nhiều hiệu ứng màu và ánh sáng hiện tại bây giờ đang quá là nó có một lớp sương mù ở phía trên dẫn tới hình ảnh không được sắc nét. Chính vì vậy chúng ta sẽ lựa chọn toàn bộ các lớp ở trong layer và chúng ta sẽ tạo ra một Smart Object ở đây. Tại đây chúng ta thêm một cái hiệu ứng để làm sắc nét hình ảnh vào Filter, Sharpen và Sharpen. Bạn sẽ thấy là sau khi sử dụng hiệu ứng Sharpen thì hình ảnh đã được rõ nét hơn và quá trình in ra thì nó sẽ được sắc nét hơn và không bị một lớp mờ. Tạo ra một snapshot tiếp theo để chúng ta thấy rằng là sự khác biệt khi chúng ta sử dụng các hiệu ứng trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, tại đây chúng tôi vẫn muốn thêm một số cái hiệu ứng để làm cho ánh sáng và hình ảnh được đẹp mắt hơn bằng cách vào Effect, chọn Vibrant. Vibrant là một hệ thống ánh sáng được định nghĩa là dung màu, có nghĩa là khi màu sắc ở cái khu vực nó tạo ra sẽ ảnh hưởng tới các cái vùng màu ở kế bên cạnh của nó. Đẩy Vibrant lên càng cao thì sắc độ trong hình ảnh càng trở nên màu sắc hơn. Saturation ở đây là độ tươi của ảnh, chúng ta có thể đẩy tăng lên để tăng cường cái độ tươi của màu. Tuy nhiên rằng là tăng cường độ tươi đồng nghĩa với việc rằng là các cái màu nó sẽ quá tươi, trong khi đó chúng ta đang cần một lớp mờ phủ phía trên của lớp ảnh. Sau khi thực hiện đẩy Vibrant lên, chúng ta sẽ lại tiếp tục về lại bảng History và tạo ra một snapshot tiếp theo để chúng ta có thể so sánh được các cái hiệu ứng mà chúng ta vừa tạo ra. Như các bạn đã thấy thì khi sử dụng hiệu ứng Vibrant, chúng ta sẽ thấy là ánh sáng ở snapshot 3 thì nó có nhiều màu sắc hơn là snapshot 2 khi chưa sử dụng hiệu ứng đó. Và chúng ta quay trở về hình ảnh ban đầu để so sánh. Như các bạn đã thấy, từ một bức ảnh ban đầu rất đơn điệu và không có ánh sáng chủ đạo thì với kỹ thuật sử dụng ánh sáng giả và tạo một lớp haze màu ở trên cùng của hình ảnh, chúng ta đã có được một bức ảnh phù hợp với mục đích là in ấn dành cho đám cưới.